Xin chào các bạn. Trên hình các bạn để thấy đây là phần camera sau và camera trước của Scar 910 đang có mặt tại didongcaocap.vn. Với cái thiết kế rất là đơn giản, khi thay thế thì chỉ cần nhấc ra đó là có thể thay được. Hiện nay didongcaocap.vn đang có sẵn camera trước, camera sau của Scar 910 thay mới vì các bạn. Vì các bạn chỉ cần liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập vào website www.didongcaocap.vn. Chúng tôi luôn có sẵn camera trước, camera sau của Sky 910 nói riêng và tất cả các loại camera của Sky nói chung. Thế với các bạn chỉ cần liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập vào website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên tại didongcaocap.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể kỹ hơn quý vị các bạn. Một lần nữa, didongcaocap.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại didongcaocap.vn. Địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Sky 910 hàng đầu Việt Nam, nơi mọi lỗi phần cứng phần mềm trên Sky 910 đều đã có phương án sửa chữa nhanh chính xác tại didongcaocap.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.